Then the first Kamwan said to Dharma Prince Manjushri, "You should now contemplate these 25 great Bodhisattvas and Arhats who are beyond learning." À, lúc bấy giờ Đức Phật bảo với lại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử rằng, nào bây giờ ông hãy quán gì, ông hãy quán 25 pháp môn, 25 vị các vị Bồ Tát và A Đa Hán và A La Hán đã ở trong hàng vô học. A La Hán và các Bồ Tát và các vị A La Hán ở trong hàng vô học. Each has explained the initial expedient in his accomplishment of the way. À, mỗi vị thì đã giải thích cái phương tiện đầu tiên, initial expedient, cái phương tiện phát tâm đầu tiên mà giúp cho họ chứng được chứng đạo, giúp cho họ thành đạo. All say they have cultivated to true and actual perfect penetration. Tất cả mọi người đều, tất cả họ thì đều nói rằng là họ đã gì, đã tu cái gì, pháp môn viên thông, chân thật viên thông, dùng chân thật viên thông, true and actual perfect penetration. Their cultivation is equal without distinctions of superior and inferior, or earlier and later. Cái sự tu chứng của họ đấy thì là gì đấy? Thì là bình đẳng, rất là bình đẳng và không có cái sự phân biệt là cao thấp, sớm sớm muộn. Không gì, chỗ tu chứng của các vị ấy thì không, rất là bình đẳng và không có sự phân biệt gì cao thấp, superior and inferior, hơn kém đúng không? And or earlier and later, mau hay là chậm, là sớm hay là muộn. And I wish to cause Ananda to become enlightened. And so I ask which of these 25 practices is appropriate to his faculties, and which will be, after my extinction, the easiest expedient door for living beings of this realm to enter in order to accomplish the Bodhisattva Vihaya and seek the unsurpassed way. Bây giờ, ta bây giờ thì muốn gì? Muốn khiến cho Ananda được được giác ngộ. Cause Ananda to become enlightened. Muốn cho Ananda được giác ngộ. And so I ask, vì thế nên ta mới hỏi là gì? Which of these 25 practices is appropriate to his faculties? Thế thì cái gì trong cái số 25 cái pháp môn này thì cái pháp môn nào là phù hợp với lại căn tánh, căn cơ của Ananda, appropriate to his faculties, căn cơ của thầy Anand. And which will be, và cái căn tánh nào sẽ là gì đấy, after my extinction, sau khi mà ta diệt độ thì cái căn tánh nào, cái phương tiện nào, cái pháp môn nào, the easiest expedient door, là cái pháp môn phương tiện dễ nhất. Đâu là cái pháp môn phương tiện dễ nhất để cho chúng sinh, for living beings for this realm, để cho chúng sinh trong giới này đúng không ạ? For this realm, và của thế giới này làm sao? To enter, để nhập vào cái pháp môn đó để mà in order to accomplish the Bodhisattva Vihaya and seek the unsurpassed way. Giúp cho chúng sinh ở thế giới này nhập vào cái pháp môn đó, nhập vào cái gì? Cái pháp môn đó để thành tựu đạo Bồ Tát, thành tựu Bồ Tát thừa và chứng được gì, đạo vô thượng. Cả 25 vị vô học, vừa là đại Bồ Tát vừa là A La Hán, vừa rồi đã trình bày từ thuở ban đầu phát tâm cho đến khi thành đạo, mỗi mỗi đều dùng một căn, một trần, một thức hoặc là một đại mà làm phương tiện để tu tập để chứng viên thông chân thật. Chỗ tu chứng của quý vị ấy thật không hơn kém, mau chậm khác nhau. Như vì muốn cho thầy Anan khai ngộ nên giờ đây Như Lai nhờ ông xét kỹ trong 25 pháp môn tu tập kia, pháp tu nào xứng hợp với căn cơ của thầy ấy. Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ
Nếu có chúng sinh của thế giới này tu tập theo hạnh Bồ Tát mà cầu đạo Bồ Đề vô thượng thì họ nên dùng pháp môn phương tiện nào để dễ thành tựu? Wow. Đó. Dharma Prince Manjushri receiving the Buddha's compassionate instruction arose from his seat, bowed at the Buddha's feet, basing himself on the Buddha's awesome spirit, spoke verses to the Buddha. À, lúc bấy giờ thì Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử làm sao? À, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử receiving the Buddha's compassionate instruction, nhận được cái gì? Cái lời khai thị tử bi của Đức Phật. Và liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật và dựa vào gì đấy, base himself on the Buddha's awesome spirit, tức là nương tựa vào oai thần của Phật, awesome spirit oai thần, basing himself on the Buddha's awesome spirit, nương tựa vào oai thần của Đức Phật, spoke verses to the Buddha, và nói kệ rằng bạch Phật, một bài kệ, nói bài kệ mà bạch Phật rằng: The sea of enlightenment in nature is perfect and clear, complete distinct body is a miraculous source. Biển giác thì tánh rất là lắng, lắng trong. The sea of enlightenment in nature, tức là cái tánh của biển giác. Biển giác thì có tánh rất là perfect and clear, tức là viên mãn, rất là trong sáng, rõ rõ ràng, perfect and clear. Complete distinct body is a miraculous source. Nhưng mà bởi gì? Bản minh chiếu soi. À, biển giác thì tánh vắng trong mà vốn gì? Trọn vẹn nhiệm màu. Nhưng mà bởi vì bản minh, complete distinct body, cái bồ đề thì là một cái gì đấy rất là nhiệm màu, trọn vẹn và nhiệm màu. But when basic brightness shone so that objects appeared. Nhưng mà khi mà gì đấy, basic brightness, nhưng mà khi mà bản minh chiếu soi, bản minh chiếu soi, basic brightness shone so that objects appeared, và tất cả cái trần cảnh mới xuất hiện, nên có cái sở chiếu that objects appeared, bởi vì có một cái gì ạ, một cái ánh sáng, bản minh, ánh sáng cơ bản chiếu soi thì tất cả cái trần cảnh liền xuất hiện. Bởi bản minh chiếu soi cho nên có sở chiếu. With objects extinctions, with objects existence, the nature's brilliance ceased. Bởi vì khi mà đã có sở chiếu rồi, khi mà đã có cái gì, object extinction, so tồn tại của các cái cảnh trần rồi, thì the nature's brilliance là cái tánh bản giác ấy. Cái tánh tánh của cái sự chiếu sáng, đúng không ạ? Cái tánh của cái chị chiếu sáng thì nó bị biến mất. Bởi bản minh chiếu soi cho nên có sở chiếu, do phân biệt năng sở làm mất tánh bản minh. Khi mà các cảnh trần xuất hiện thì cái tánh sáng ấy thì nó bị diệt mất. Tức là bản minh, đúng không? Bản giác sáng. Confusion and falseness bring about emptiness. Những cái sự gì mê vọng và những cái sự gì hồ đồ, những sự hư vọng lẫn lộn, bring about emptiness. Do mê vọng mà xuất hiện hư không, mà có hư không. Relying on emptiness, time and space take form. Mà dựa vào hư không thì thời không liền liền có hình tướng. Time là thời gian, space là hư không. Do có hư không mà thời gian và không gian có hình tướng, take form. Time and space chính là gì đây ạ? Rồi nương nơi hư không mà hình thành thế giới. Hình thành thế giới. Relying on emptiness, time and space take form.
Ở trong bản dịch của Ngài Hạnh Cư là thế giới, time and space take form. Thoughts settle, making countries and lands. Và các cái gì, các cái vọng tưởng nó kết lại, thoughts là các cái suy nghĩ mà rất vọng tưởng, thì nó tạo nên making countries and lands. Do vọng tưởng ngưng kết mà thành gì? Thành quốc độ. Countries là các cái đất nước, lands là các cái quốc độ. Và what knows and feels becomes living beings. Những cái gì mà biết, thấy biết thì thành gì? Hữu tình, chúng sinh becomes living beings. Những cái gì mà thấy biết, những cái gì mà biết và cảm nhận được. What knows and feels becomes living beings. Những cái gì biết và cảm nhận được thì trở thành chúng sinh. The emptiness created within great enlightenment. Và gì đây? Đại giác thì sinh, sinh hư không. Emptiness là cái hư không ấy, thì được tạo ra ở trong trong đại giác. Emptiness, the emptiness created within great enlightenment. Hư không được được sinh ra ở trong đại giác. It's like a single bubble in all the sea. Hư không mà sinh ra ở trong đại giác thì cũng giống như là một cái hòn bọt. Duy nhất một cái hòn bọt, like a single bubble in all the sea. Như hòn bọt biển sinh ra, hòn bọt sinh ra ở trong trong giữa giữa biển. Lands like fine dust most subject to outflows. Và các cái quốc độ ấy thì cũng giống như là những cái hạt bụi vi trần, giống như là nhiều như là số hạt bụi vi trần. Và nó gì? Nó chính là nó có tính gì? Hữu lậu. Nó có lậu hoặc. Vô số cõi hữu lậu. All come forth out of empty space. Và nó đều sinh ra từ hư không, đều sinh ra từ hư không. Vô số những quốc độ mà đều là những cõi hữu lậu mà nhiều như số hạt bụi vi trần thì đều sinh ra từ hư không. Just as the bubble burst, space is no longer there. Khi mà cái hạt hạt bụi, hạt bọt biển này mà bị vỡ ra thì hư không sẽ không còn nữa. Bọt nước rồi bể tan, hư không vốn không có. Khi mà cái bọt biển này, hư không mà sinh trong đại giác thì cũng giống như một bọt biển sinh ra ở trong, là bọt sinh ra trong tất cả các cái biển đấy. Và nếu như cái hòn bọt này mà vỡ, just as the bubble burst, thì sao? Thì hư không cũng không còn nữa. How much the less the 3 states of being. Thì huống hồ là gì? Hòn mà bọt biển rồi tan thì hư không vốn không có, và ba cõi cũng hoàn toàn là không. The 3 states of being, ba cõi cũng đều là không. Returning to the source, the nature is not two. Mà quay trở về với lại cái nguồn cội thì cái tánh là không, không hai. Về nguồn tánh không, không hai. Many are the entrances through experience. Tất cả đều là cái cửa vào thông qua các cái phương tiện. Phương tiện thì có rất là nhiều cách. Cái cách vào cửa các nhập môn ấy thì có rất là nhiều các cái cách vào, các cái phương tiện. None of them does the saintly nature feel to go through. Đó. Và phương tiện thì có nhiều cách mà quả chứng thì không không trái nhau. None of them does the saintly nature fail to go through. Quả chứng thì không trái nhau. Cái bản, cái tánh gì, tánh thánh ấy, thì sao? Nature fail tức là không có cái nào mà bị trái nhau, bị sai khác, bị trái nhau à? Khi mà vào các cái quả chứng thì nó không không trái nhau. Chứng thánh, quả chứng thánh thì tánh của nó không trái nhau. Compliant or adverse, all is expedient. Thuận nghịch thì đều là phương tiện. Compliant là thuận theo, đúng không? Vâng lời, thuận theo. Compliant or adverse là trái nghịch, thì all is expedient, thì tất cả đều là phương tiện. First resolve and entering samadhi comes slow or fast as they are different
norms. À, khi mà sơ phát tâm, first resolve and enter samadhi và nhập vào tamma địa. Những người mà sơ phát tâm và nhập vào tamma địa, tu chứng vào tamma địa đấy, come slow or fast, có thể nhạy, chậm, có thể nhanh, là as they are different norms, bởi vì là cái người cơ trí không đều, họ nhanh họ chậm khác nhau là vì cái cơ trí nó không đều, không đồng nhất, không khác nhau. Form and thought combined become dust. À, các cái hình sắc và các cái vọng tưởng kết hợp vào với nhau thì thành thành các cái sắc trần. Ừ. Vì cơ trí không đều, tu chứng vào tam muội thì mau chậm chẳng đồng nhau. Tiếp theo ngài bắt đầu ngài giải thích từng cái phương pháp một, phương tiện một. Form and thought combined become dust. Bởi vì khi mà các cái hình sắc và các cái vọng tưởng kết hợp với nhau thành thành sắc trần, their essence is not discernible, tức là nó sẽ cái tánh của chúng nó do vọng tưởng ngưng kết như thế, cho nên là hay biết là không thể thấu, tức là tánh của nó là không thể biết. How can one use what lacks clarity and expect to gain perfect penetration? À, làm sao mà có thể dùng cái không thể thấu suốt như vậy? Cái mà lacks of clarity, tức là làm sao mà một người sơ phát tâm mà có thể dùng cái gì, cái không thấu suốt, cái không rõ ràng như vậy mà lại mong tu chứng viên thông. À, làm sao mà tu chứng được viên thông, tức là sắc trần cũng không ổn, không được. In sounds, language is intermingled, but the meaning of a word, a name, a phrase is such that no single one can include them all. How can this bring perfect penetration? À, bốn cái câu này nói về gì ạ? Thanh trần. À, âm thanh và cùng với lại ngôn ngữ. In sounds, language is intermingled. Nó kết hợp, nó xen lẫn với nhau. Intermingled, tức là âm thanh và ngôn ngữ thì nó kết hợp, nó xen lẫn vào với nhau. Nhưng mà cái ý nghĩa của các cái từ, các cái tên, các cái ngữ, các cái từ ngữ tên thì nó sao? It's such that no single one can include them all. Biểu thị thành ý nghĩa của danh ngôn, văn cú, từ ngữ, câu, danh ngôn thì sao? Nó không bao hàm tất cả. Such that no single one can include them all. À, không thể có gì một câu mà có thể để bao hàm tất cả các cái nghĩa được. À, nó gì, biểu hiện thành ý nghĩa của danh ngôn văn cú, nhưng mà một danh cú nghĩa thì nó không bao hàm tất cả, không thể một câu, một từ, một cái tên, một cái danh mà lại có thể bao hàm được tất cả được. How can this bring perfect penetration? Thì làm sao mà tu chứng được viên thông? Tức là người sơ phát tâm thì không dễ gì nương thanh trần để mà tu chứng viên thông. À, awareness of smells comes through contact with them. Apart from them, one does not know that they exist, since the sensation of them is not constant. How can one reach perfect penetration? Bây giờ đến là vị, đến là hương trần. Awareness of smells, tức là mùi hương, comes through contact with them, đến từ dịch phải có sự xúc chạm của nó, phải có mũi, phải có sự xúc chạm vào nó. Còn nếu như tách rời khỏi nó, apart from them, khi mà tách rời khỏi nó thì one does not know that they exist, thì người ta cũng không thể biết là chúng tồn tại. Chúng buộc phải tiếp xúc với lại mũi, đúng không? Phải chạm vào mũi thì mới biết là có mùi hương. Nếu như tách rời khỏi nó thì người ta sẽ không thể biết được là mùi hương đó tồn tại. Since sensation of them is not constant, tức là có gì, căn mũi này, tị căn và hương trần thì nó không thường hằng, xúc hợp is not constant, tức là hai cái sự tiếp xúc đó để cảm nhận nhau đó thì nó không thường hằng, nó không thường xuyên tiếp xúc, thì làm sao với một người sơ phát tâm có thể dựa vào cái pháp môn của hương trần này để mà tu chứng viên thông? Thì người sơ phát tâm dễ gì như hương trần để tu chứng viên thông. How can one reach perfect penetration? Thế là hương trần cũng không được. Flavors are not to us fundamental. They only exist when there is something to taste. Since this sensation is not perpetual, how can one derive perfect penetration?
Ừ. Thế còn vị trần thì sao? Vị trần ấy thì phải nếm mà mới biết. Not just fundamental. Chứ nó gì? Nó không tự nhiên mà có. Mà nó gì? Phải phải có. Nó chỉ có thể tồn tại khi mà có một thứ gì đó để nếm. Phải có nếm thì mới biết. Bởi vì cái sự tiếp xúc này, cái sự nương này, thì nó sao? Nó không thường hằng xúc hợp. Nó không thường hằng. Thể căn và vị trần thì nó gì? Nó không thường hằng xúc hợp. Cho nên là một với một người sơ phát tâm thì không thể dựa vào cái pháp môn này để mà tu trường viên thông. How can one derive perfect penetration? Touch becomes clear only when something is touched. Without an object, there can be no contact. With the fluctuation between contact and separation, how can one gain perfect penetration? Touch, tức là cái gì ạ? Xúc trần. Xúc trần thì phải có chạm thì mới biết, chỉ có thể được rõ ràng khi được biết, khi mà có một cái sự gì đó được được chạm, có một cái thứ gì đó được chạm vào. Without an object, nếu như không có cái xúc trần, nếu như mà không có cái vật gì mà chạm được chạm vào, without an object, nếu như không có một cái vật để mà chạm vào thì there can be no contact, thì sẽ không thể có cái sự tiếp xúc. Không có sự tiếp xúc thì with fluctuation between contact and separation, với một cái sự hợp lìa là không không nhất định. Contact, tiếp xúc hoặc là tách rời nhau thì nó rất là không không nhất định. Fluctuation, cái sự nó không nhất định như vậy thì làm sao mà tu chứng được viên thông. Xúc thì có chạm mới biết, nếu không vật gì chạm thì không có xúc trần. Hợp lìa không nhất định thì người sơ phát tâm dễ gì nương xúc trần để tu chứng viên thông. Dharmas are known as internal dust. Reckoned as dust, they are certainly sense objects. Involvement of subject and object cannot be pervasive. How can they be lead to perfect penetration? Pháp ấy thì được gọi là nội trần. Dharma unknown as internal dust, là nội trần, tức là cái hạt bụi ở bên bên trong. Dharma unknown as internal dust, pháp thì chỉ là cái nội trần, và là nó sẽ đối tượng của sở chi reckoned as dust, they certainly sense objects. Nó chính là cái gì? Nó chính là các cái trần cảnh, các cái cảnh ở bên ngoài. Khi mà quán chiếu, khi mà xem suy tư duy cái gì, cái bụi trần này, thì chúng rõ ràng là chúng là các cái vật ở bên ngoài, chứ là các cái trần cảnh. Involvement of subject and object cannot be pervasive, là các cái sự cái mối quan hệ giữa trần cảnh và căn và trần, các cái căn và các cái trần, thì nó gì? Nó không thể trùm khắp. Nó không thể trùm khắp thì làm sao mà chúng có thể dẫn tới viên thông, làm sao mà tu chứng viên thông. Tức là pháp gọi là nội trần, là đối tượng của sở chi, năng sở không dung khắc, thì làm sao mà tu chứng viên thông. Subject là năng, năng sở đúng không? Object là subject là năng, còn object là sở, đối tượng sở chi, năng sở không dung khắc, làm sao mà tu chứng viên thông. Although seeing itself is clear and penetrating, making bright what is before one, it cannot shine behind, ever reaching only half the four directions. How can it manifest perfect penetration? Bây giờ đến gì? Cái thấy mắt đúng không? Căn căn mắt, mắt ấy, bản thân của mắt ấy thì rất là clear and penetrating, tức là thấy rõ ràng và thông thông suốt. Making bright what is before one, it cannot shine behind. Tức là tuy là rỗng suốt như vậy nhưng mà nó chỉ nhìn thấy phía trước thôi, chứ nó không nhìn thấy phía sau. Making bright what is before one, thấy sáng ở phía trước và không thể sáng ở phía sau. Ever reaching only half the four directions. Rõ ràng là có bốn phương hướng thì chỉ có bốn hướng thì chỉ có thấy được một nửa thôi. Đối với bốn phương góc thì chỉ thấy được một nửa
averaging only half the four directions. Với bốn phương thì chỉ thấy được một nửa, làm sao mà tu chứng viên thông? The nose breath penetrates in and out. À, cái mũi, cái hơi thở của mũi thì thở ra thở vào, penetrates in and out. But in the rest between there is no air. Ừ, nhưng mà ở giữa cái khoảng đó, cái khoảng thở ra thở vào đó thì không có sự hít thở. Thế tức là cái chặng giữa thì nó bị đứt đoạn, đúng không? But in the rest between there is no air. Cái chặng giữa thì nó bị đứt đoạn. These interruptions render it inconsistent. How can one use it for perfect penetration? Và chính vì cái khoảng giữa đứt đoạn này tạo ra nó là có một cái sự không nhất quán, cách trở là không dung thông, thì làm sao mà tu chứng viên thông, không thể nhờ tị căn mà tu chứng viên thông được.